người đang xem kênh Hello Cali Cuộc Sống ở Mỹ. Thì hôm nay đó ông xã mình á chở ba mẹ con mình đi xuống dưới chỗ này là nông thôn của nước Mỹ ha. Ở vùng này là vùng quê đó. Người ta họ trồng trái cây rất là nhiều, có rất là nhiều loại trái cây khác nhau. Và đặc biệt ở đây có một ngôi chùa đang xây dựng. Thì bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng theo chân của mình cùng tham quan xem cảnh đẹp nơi đây ha. Mình sorry, mình nói nhầm, thành phố này là thành phố Morgan Hill, nông thôn của nước Mỹ. Nơi này trồng rất là nhiều loại trái cây ăn trái và chăn nuôi bò, dê nữa. Thì hôm nay mình xuống dưới này là để mình review ngôi chùa đang xây dựng ở đây rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay người ta đóng, người ta không có cho mình vô để mình review cho mọi người xem được. Thì bây giờ đó mình sẽ qua sơ sơ cái cảnh bên ngoài của ngôi chùa cho mọi người xem. Ở đây người ta họ trồng dâu tai với có một đám cỏ dại màu vàng đó, hoa cải đó, nhưng mà hoa cải này mình không ăn được, nó chỉ đẹp mình quay video thôi. Và sau đó thì mình mời tất cả mọi người cùng theo chân của mình về lại San Jose để ăn trưa cùng với mình. Dự định của mình hôm nay sang thịt vịt ở tiệm vịt đồng quê, một cái tiệm vịt rất là ngon của một bà chủ người Huế náo ngon. Yeah.
Một chậu nhỏ như vậy thì khoảng 90 đồng một chậu, còn một chậu lớn thì khoảng mười mấy 20 đồng, tùy theo chậu lớn nhỏ ha. Nhưng mà hoa thì rất rất là đẹp luôn, nhiều người tới đây để tìm mua về chân lắm. Giờ thì mình sẽ đi về lại thành phố San Francisco. Anh xã của mình rất là thích uống sinh tố sầu riêng ở tiệm chè Bamboo. Bây giờ anh lái sẽ quay lại ở đó mua một ly sinh tố sầu riêng để uống, và mình sẽ về lại San Francisco thôi. Thì video của mình tới đây mình cũng xin dừng. Mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video kế tiếp của mình ha. Cảm ơn mọi người đã xem video và chúc cho mọi người sức khỏe bình an. Và nếu nhà yêu mến video của mình, xin hãy ủng hộ cho mình bằng cách nhấn like, share, subscribe. Cảm ơn mọi người thật là nhiều ha. Và xin bye bye, xin chào mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người.